Sao nó đeo vô mình vậy? Ở đây nè. Nó đeo vô mình nè, lỡ nó đeo vô mình nè. Bắt được không? Anh lấy cái tay anh đỡ lên á, coi nó lộ vô không? Ừ. Đi quay thấy cá không nữa. Anh lấy cái tay anh hứng lên á. Không, vậy nè, úp 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 được. Ghê lỗi kìa. Xa biển, xa biển. Thấy cái mặt mình không người ta? Lật nó lên vậy nó chết không ta? Giờ này không thấy ai đi ra chứ nghe nè. Cá bự kìa, cá bự kìa, cá bự kìa. Ơi. Cá nó dạng vậy. Kìa, nó lội rồi, hai con luôn kìa. Nó đi gịch dẹm quay cá không à. Đằng này nhóc nè chị ơi. Kìa, nó bu vô em nè. Dạng gì trời. Cá này câu được mà kêu bằng cá gì nè trời. Quên tiêu rồi. Nó ghĩa luôn rồi. Ý. Ui ra chơi nè. Ôi trời trời. Quá đẹp rồi. Dùm lên mới được nó thui à. Uống mấy người, uống thằng Giang uống thằng cặp bia nó mới về, mới lon. Chiều nay cảnh đẹp quá. Tắm anh ơi. Tắm đi. Tới khúc này kêu đi. Bức. Cái gì đi, gì chưa phan đi. Tốt, thấy không? Đã này ngon quá, không chưa đi. Rồi, đi. Bực mình. Đi, đi nghỉ còn dặn vậy tắm luôn. Sao vậy? Rồi đấy, hỏi bên cầm thở cho em đi. Ráng rồi nè. Dạ. Thôi để em đợi người ta ra người ta mới đi vậy. Giúp ra mấy cậu im mắt trong nghe. Ủa sao ngày thường bữa nay qua nước rồng qua nay nước. Tỷ theo ngày mà. Ngày có chảy ầm ầm. Chảy hả? Ghế cũng ngọt. Tính ra cũng đẹp á, trắng cát trắng nữa. Nó đổ thêm được phần một hai chiếc túi. Trời ảnh giữ cái má, ảnh giữ vậy. Mọi người ơi, đừng nhìn vào mình, không nhìn vào túi này mọi người ơi. Đâu có đâu. Mọi người có thấy gì không? Tôi zoom lên cho mọi người coi nè. Đăng luôn à, mình đăng YouTube luôn à. Hôm nay đi gạch dẹm người đẹp quá trời luôn nè mọi người ơi. Mọi người thấy chấm bi màu đen không? Tôi kết rồi đó. Nói chuyện xàm xàm vậy nè.
Đi tắm biển đi. Mình đi kiếm sào biển mọi người ơi. Wow, có một nàng thiên cá đang bơi sào biển kìa, nó thấy không? Mát rồi nè, trời mát rồi nè, im rồi nè. Sao biển là tập trung ở đây hết trơn rồi. Hy vọng clip này được 1 triệu view. Mọi người muốn tắm biển ra xa xa mà chia cởi đồ ra nha. Dắt thêm không 10 nữa trên bãi đá cao rồi. Người đó nóng lên dắt đi được. Gì gom lên chi chạy. Giờ hồi thiết chụp ảnh. Chết đó. Dưới biển làm cái gì? Xếp dưới này đi để hỏi chết đó. Không có nó chết đâu, xếp cũng xếp nè. Xếp cho cảng nè. Xếp chỗ cao cao nè. Chỗ cho cảng nè, đúng rồi. Trên đây rồi. Vừa quá. Vậy là nãy anh Trinh chưa thấy cá rồi. Cá nhóc luôn á. Ê! Đang xếp vòng tròn đó. Sao quay nó thu vậy trời? Hết pin. Quay đi về nhà nó sáng rồi, tại cái nắng lắm. Điện thoại hết pin rồi, nó còn có 300 pin nè. Quay nào. Điện thoại anh kìa. Để anh quay. Đứng. Thôi để ngồi cho nó hết pin luôn à, quay luôn. Đó, đẹp rồi đó. Ủa mấy người đẹp nãy đâu mất tiêu rồi. Cá nó chạy đùng đùng luôn. Chạy giò luôn á. Lại đây nước sâu rồi. Quay đâu thấy đâu. Có lưới kéo dính nè. Chắc pha. Đâu thấy con nào đâu ạ? Chụp cái con bướm kìa. Kỹ đi. Ủi quá. Con nhỏ nữa. Đi ra kìa, dán kìa. Con bướm kìa. Đó. Đó. Có bò sát tắt luôn rồi. Chạy quá rồi, chạy. Nay mình đi biển kiếm người đẹp nha. Thay đồ trước mặt luôn mà sợ gì. Người đẹp đi biển bịt khẩu trang mất tiêu rồi. Quen mặt không cần nhìn nữa ơi. Để mình cho. Đu thiệt mưa cá bự bự không kìa. Gom đi em. Gom sao biển quá đẹp rồi. Cá
cá lại kìa, cá lại kìa. Tao tao dí hình mê cung mày hỏi nha. Cá để dạng ha. Chín nhưng mà chín giữa. Trời lúc này trời giờ nó mát rồi nè, im rồi nè. Nhả xíu được tròn hả? Hả? Xíu gì? Xíu được tròn trước đây rồi, rồi ở trong không bỏ vô hả? Chơi trò chơi gì vậy ta? Cá kìa, nó bu chân em kìa. Nó bu nguyên vậy luôn rồi. Nó bò đó. Ê, cá nó bu chân em kìa. Nó bò, trời nó nó bò. Nó bò. Anh vừa chắc là nó bò. Nó bò vô béo xỉu rồi. Đã rồi. Đang quay phim nè. Ở cá vô, nó nghỉ chân anh luôn trên châu. Rồi chụp đi em. Chụp đi. Nè, điện thoại ở đâu? Trong rồi nè. Đang quay phim mà. Quay phim thì cắt khúc đó ra. Thôi quay luôn à. Đó, đó, béo xỉu này. Nó bò. Chụp gì thấy đường không ta? Anh ơi, bây giờ có dạy cái gì? Chưa chụp đi. Ủa chụp hả? Máy này zoom hết cỡ luôn nè. Đó luôn. Trời trời nó cái vai camera nó lắc. Camera lắc Châu ơi. Mẹ ơi. Mẹ Châu ơi. Mẹ. Ủa nó sao kỹ xếp trùm vô quay qua nó xẻo liền. Nó kẹo bên kia kìa. Nó bò lại đây kìa. Dạ, được không Giang? Ngồi ít. Kìa đấy yên sao biển đẹp vậy kìa. Bữa nay mình chỉ biết quay sao biển ở gạch dẹm cho mọi người coi thôi. Ai, có cá luôn kìa. Cá này, cá này vô kìa. Giờ này đẹp rồi. Quá trời luôn anh Châu ơi. Nó vô bày bày luôn, chút xíu vô bày bày luôn. Vô chút em mới dễ cái đừng. Chụp không chưa? Gãi cho trời ơi, ba chơi đi. Ê, cái sao biển nó nhô cái giò nó lên nó đi hả? Hả? Nè, phải không? Chắc nhỏ lại lịch đó, à, nó đăng lên trên gặp tiệm đây là thấy hình cái này để chốc cho nó đâu mà không ba chắc khó rồi. Thấy cái bự kìa. Ôi nó đi theo bầy bầy luôn kìa. Đi theo em kìa. Ôi cá quá trời cá luôn mọi người. Hôm nay mình đi đây là nó mát xa chân cho mình luôn á. Đâu rồi? Nè. Kìa kìa nó bu giò nè, nó bu giò nè. Biết quay thấy không nữa. Nè, nó mát đi, mát xa chân đi. Bót rồi, nó không sao biển mát. Mọi nơi luôn nha. Ây da, để zoom lại đằng kia thử coi. À, zoom tới luôn à. Khẩu không đứng nhìn chứ kìa. Zoom mới sắc mơ luôn. Không video luôn rồi. Video mới thấy được, đó. Ảnh zoom nhiều không ta? Ảnh zoom mấy ít ta? Em zoom tới 10 luôn á. Ảnh zoom tới 10, ảnh zoom tới 10. Cho em thấy thằng kia gần gảnh luôn. Cái gì của thằng kia gần gảnh? Cái áo vàng đó. À, thấy gần gảnh. Ủa thằng nhỏ đó mà. Nó mình quay nó thay chuyển vào ba ơi. Mình quay qua quay lại cũng có nhiều đây, người ta coi chắc chán lắm. Quá trời luôn kìa, một đàn chụp bánh kìa, nó bu vô anh Châu kìa, thấy không? Đứa nào cũng thúi chứ. Đã vậy. Cá này cá ông cân nè, phải rồi. Cá ông cân. Dưới gành mình câu á. Câu về chiên á. Nhấp nhấp nữa. Nhấp thì dính nhấp thì dính. Chinh đi cái thằng hài tràn chứ. Chinh về chinh hợp thằng bông nữa. Giới thiệu mọi người đây là cá ông cân nha. Sao nó dạng với người ta. Ừ, đây, nó có người ta với trong đây nè. Nè, con sao biển dảnh lên nè, thấy không? Nó đi.
Để mình zoom lại đằng kia cho mấy bạn coi cái này nè. Bắt đi, bắt đi. Nó xiết một cái máy biển á. Cá trắng hả? Này đi quay sao biển không à? Tỉa đó. Nước chảy mạnh lên nè. Thì mình lên cầu. Trước cái vậy? Bên đó kìa, bên đó nhóc kìa. Lên đi. Vậy con nó bự hả? Về xuống đây lụm sao biển không, không có tắm nha. Ý con đó hay đó. Cái con đó nó có 6 cánh luôn kìa. Thôi anh Châu coi ai phải không? Kìa. Sao biển 6 cánh luôn kìa. Cái nó bị nhô gan cánh này. Không chờ thấy rồi. À đó rồi. Kìa cô ơi, kìa cô. Ủa giờ nước nó chảy vô mạnh quá ha. Hello. Đi kiếm gì ạ? Giống nước ở trên suối Đá Bạn không? Anh chống nước không? Cái cầu này đắt người quá ha. Bữa nay sao nước lớn mà nó cầm cái cầu gần nó queo quá. Nó sao lớn. Cầm đây. Đây cá nè. Nãy rồi. Đây cá nè. Ở ngoài đó nhiều lắm mà.
Thôi chào mọi người nha.